Game indie là một xu hướng của thế kỷ 21. Nó đã và đang thu hút rất nhiều người từ chuyên cho đến không chuyên cùng tham gia để có thể một ngày nào đó thực hiện hóa giấc mơ của bản thân lên những trò chơi điện tử. Nhưng một điều cũng phải khẳng định với bất kỳ ai đang có ý định tự làm một tựa game indie, đây là một công việc khó và nhiều thử thách. Như đã từng nêu trong video, vì sao chúng ta thích game indie? Để tạo được một sản phẩm hoàn thiện với thời lượng chơi từ 3 đến 5 tiếng là thành quả của cả một quá trình kiên trì và gian nan mà nhà phát triển phải chịu đựng, nhất là với những người chỉ có một mình và không có kiến thức nền tảng. Quả thực, không ít những nhà làm game indie cá nhân đã thành công vang dội với sản phẩm của mình như Daisuke Ayama với Cave Story, Toby Fox với Undertale hay Eric Baron với Stardew Valley. Tuy nhiên, đằng sau hào quang rực rỡ ấy chắc chắn là những khó khăn, mệt mỏi và chông gai khó có thể vượt qua nếu chỉ dựa vào niềm đam mê với video game. Không ít nhà phát triển đã sẩy chân mà rơi xuống vực thẳm, để rồi không chỉ khiến tựa game tâm huyết của mình không thể đến được tay người chơi, mà còn trở thành một huyền thoại theo nghĩa tiêu cực nhất có thể trong mắt cộng đồng làm game. Bob's Game của nhà phát triển tên Robert Pelloni là một trong số những ví dụ đáng tiếc cho điều này, và nhìn rộng ra cũng là một bài học cho bất kỳ ai đang muốn dấn thân trên con đường đầy chông gai và đơn độc này, để không vô tình đi vào hàng ngũ những tựa game đầy tai tiếng. Hi, I'm Bob, the developer of Bob's Game. Đây là Robert Pelloni, nhà thiết kế game độc lập. Anh nổi tiếng trên Internet vì một cuộc biểu tình hướng đến Nintendo bằng cách tự nhốt mình trong phòng 100 ngày vào năm 2008. Mọi chuyện bắt đầu khi mà Pelloni thai nghén trong mình một ý tưởng về việc tự phát triển game RPG. Tựa game của anh sẽ mang theo những yếu tố cốt lõi của thể loại game nhập vai, lấy từ dòng game tabletop cha đẻ của nó là Dungeons & Dragons, kết hợp với những nguồn cảm hứng khác từ Super Mario 64, Super Metroid và cả series Dance Dance Revolution. Pelloni tự tin tuyên bố game của anh sẽ có tới 200 nhân vật, gameplay có chiều sâu hơn bất kỳ trò chơi nào vào thời điểm đó. Lý giải cho động lực của mình, Pelloni ngao ngán nói về thực trạng của ngành công nghiệp game, đó là đang quá tập trung vào những sản phẩm ăn theo các thương hiệu giải trí khác như là phim ảnh. Và vì thế, Pelloni mang trong mình một giấc mơ, tạo nên một tựa game của riêng bản thân, mang theo sự sáng tạo và cách mạng đến với ngành công nghiệp game của thế giới. Chúng ta cũng có thể thấy Pelloni là một fan của những trò chơi do Nintendo phát triển, thể hiện qua những tựa game anh muốn kết hợp vào trong sản phẩm của mình. Vì lý do đó, Pelloni tuyên thệ với bản thân rằng tựa game của anh làm nên sẽ phải dành cho hệ máy cầm tay nổi tiếng nhất của ông lớn Nhật Bản lúc đó là Nintendo DS. Đây sẽ là game mà Pelloni làm ra. Nó là game của Robert, hay viết gọn lại là game của Bob. Do đó, Pelloni đặt tên của game là Bob's Game. Bob's Game bắt đầu được phát triển từ năm 2004 và một video demo đã được đăng lên YouTube vào năm 2008 để chia sẻ về gameplay và bối cảnh. Nhìn chung, chúng ta được biết những đặc điểm cơ bản trong Bob's Game. Bối cảnh là một thành phố hiện đại, lượng NPC đông đảo nhưng được thiết kế để có những sinh hoạt và cách phản ứng khác nhau với những hành động của người chơi. Phần lớn các công trình đều có thể đi vào và khám phá. Các chi tiết bên trong cũng được thiết kế chỉn chu. Video này nhanh chóng đạt 100.000 lượt xem trong 10 ngày. Bob's Game đã thu hút được sự chú ý. Nhờ vậy mà Pelloni đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn để chia sẻ về sản phẩm của mình. Anh nói rằng đã dành tới 15.000 giờ cho việc phát triển sản phẩm này. Tới mức suốt 2 năm 2006 và 2007, anh gần như cô lập bản thân để tập trung làm game. Những thiết kế, âm nhạc, môi trường đều được chính tay anh làm ra. Một người vốn không hề có kiến thức gì về lập trình ngoài một buổi học C++ hồi trung học, Pelloni tuyên bố đây là một tựa game lớn nhất được làm ra chỉ với một người duy nhất. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ một vấn đề nan giải. Bob's Game sẽ chưa thể đạt 100% hoàn thành nếu thiếu công cụ phát triển phần mềm hay Software Development Kit của Nintendo, thứ sẽ giúp tựa game tương thích với Nintendo DS. Để giải quyết vấn đề đó, Pelloni đã liên lạc với Nintendo để xin được hãng game này cung cấp công cụ phát triển cho quá trình phát triển game của mình. Bắt đầu từ đây, drama hay hành trình đơn độc của Pelloni chống lại sự độc tài của Nintendo xin phép được bắt đầu. Cần phải hiểu Software Development Kit hay SDK của Nintendo là bộ công cụ độc quyền và được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ. Nó không thể mua mà chỉ được cấp và sử dụng bởi những lập trình viên thuộc công ty mà thôi. Nói cách khác, đây là bí mật công nghệ của Nintendo. Khi Pelloni liên hệ với Nintendo xin SDK cho tựa game của mình, Nintendo yêu cầu anh liên lạc với bộ phận WarioWare, rồi WarioWare lại bảo cái này phải liên lạc với bên marketing. Rồi khi hỏi bộ phận marketing thì câu trả lời nhận lại đại ý là vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, phiền bạn liên lạc với bộ phận WarioWare để biết thêm chi tiết. Sau lần tiếp theo, liên lạc với bộ phận WarioWare này, Pelloni được hồi đáp sẽ có câu trả lời trong 6 đến 8 tuần. Và thế là hết. Sau 17 tuần chờ đợi như chờ tin nhắn trả lời của Crush, thì ngày 11 tháng 12 năm 2008,
Peloni quyết định sẽ chơi lớn để xem Nintendo có trầm trồ bằng một cuộc biểu tình công khai qua việc tự khóa cửa, nhốt bản thân trong phòng 100 ngày, cho tới khi Nintendo giao SDK mới thôi. Anh miêu tả hành động của mình là một biện pháp để cộng đồng biết đến câu chuyện của anh, qua đó cho bản dân thiên hạ thấy được Nintendo là một công ty độc ác, keo kiệt, chuyên bắt nạt những nhà lập trình game độc lập thế nào. Căn phòng nơi Peloni bế quan sẽ không hề có Internet, ngoại trừ kết nối cho một chiếc webcam gắn trên chân để truyền hình trực tiếp cuộc sống 100 ngày của anh ra cho mọi người. Chỉ có một chiếc di động để anh có thể yêu cầu nhu yếu phẩm và được chiếu sáng bằng một bóng đèn xanh lá mờ mờ mà qua webcam người ta chỉ thấy được cái bóng của Peloni, màn hình máy tính cùng bảng đồng hồ LED đếm số ngày biểu tình mà thôi. Không biết có ai nhận ra chưa nhưng mà hành động của Peloni khá là giống với câu chuyện nữ thần mặt trời Amaterasu vì giận dỗi đã trốn vào trong hang, khiến thế giới tối đen trong thần thoại Nhật Bản vậy. Peloni dường như là tham khảo từ chính câu chuyện này bởi anh gọi cuộc biểu tình của mình là A Japanese Style Protest hay biểu tình kiểu Nhật. Nhưng đáng tiếc cho Peloni, Nintendo không cử một nữ thần Amano Uzume đến đứng trước cửa phòng của anh nhảy một điệu múa bán khỏa thân để dụ anh ra, mà họ chọn phương pháp mà kệ, thì bạn biết độ mạnh tay về vấn đề bản quyền của Nintendo mà. Kết cục, người đưa nữ thần mặt trời, à không, Peloni ra khỏi hang lại chính là nữ thần dân chủ, tức là cảnh sát đấy. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 1 năm 2009, tức ngày thứ 31 của cuộc biểu tình, người ta thấy phòng của Peloni tung tóe như vừa trải qua động đất, với Peloni nằm giữa đống lộn xộn, cộng thêm việc tầm nhìn bị hạn chế của chiếc webcam, một số người tốt bụng đã lo lắng và lùng ra được số điện thoại của anh ta. Thông qua đó, họ liên lạc được với chị của Peloni để nhờ tới kiểm tra anh chàng. Cảnh sát được gọi tới và phá cửa phòng, phát hiện Peloni vẫn ổn và không có vấn đề gì nguy hiểm tới tính mạng. Người ta lo lắng như vậy cũng bởi những dấu hiệu bất ổn tinh thần của Peloni đã thể hiện suốt quá trình bế quan. Ban đầu, Peloni phát tán địa chỉ những người đứng đầu Nintendo America, mong cộng đồng mạng sẽ giúp anh liên lạc và gây áp lực để Nintendo chú ý và cấp SDK cho mình, khi mà một số nhà báo dù đã liên lạc với Nintendo về vụ việc này cũng không nhận được trả lời. Peloni bắt đầu nghĩ ra một thuyết âm mưu về việc có kẻ nào đó đã chặn và xóa email của anh trước khi ban lãnh đạo Nintendo đọc được. Một kẻ e ngại hoặc ganh tị về sự ra mắt của Bob's Game và muốn ngăn chặn bằng được. Sự cực đoan và bất ổn của Peloni càng thể hiện trên những đoạn chia sẻ anh đăng trên blog, liên tục réo tên chủ tịch Nintendo America là Reggie Fils-Aimé, dọa sẽ mở rộng sản phẩm của mình lên nhiều nền tảng khác nhau như Sony, Xbox, PC, chứ không chỉ dành riêng cho Nintendo DS, dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn để quả quyết sẽ là một đòn mạnh lên doanh thu của Nintendo nếu điều đó thành hiện thực. Vào ngày thứ 27 của cuộc bế quan, Peloni tuyên bố mình giỏi hơn cả Shigeru Miyamoto, Shigesato Itoi, Hideo Kojima, John Carmack và Will Wright cộng lại. Dù có xin lỗi vì phát ngôn của mình hai ngày sau, Peloni vẫn tuyên bố sẽ trả thù tàn bạo Nintendo nếu như họ vẫn bỏ mặc yêu cầu của anh ta về bộ SDK. Anh cũng bắt đầu than phiền về việc bắt đầu thấy ảo giác và đau đầu. Đỉnh điểm là vào ngày thứ 30, trước khi cảnh sát phá cửa phòng một ngày, Peloni kêu rằng mình bị đau đầu khủng khiếp, trách móc Nintendo là một công ty nhẫn tâm và chỉ biết đến lợi nhuận, và bày tỏ đau khổ về sự thua cuộc của mình trước Nintendo. Peloni ngày càng cho thấy mình sẽ làm bất kỳ điều gì để Nintendo chú ý tới sản phẩm của mình, kể cả điều cực đoan nhất. Nhưng hóa ra, Peloni chưa tiêu cực đến mức tự hoại bản thân, và người ta phát hiện video cho thấy căn phòng tung tóe ngày thứ 31 thực ra là do chính anh ta sắp xếp trước đó. Nhưng dù cuộc bế quan bị phá ngang, cuộc đấu tranh của Peloni vẫn chưa kết thúc. Peloni tiếp tục phản đối Nintendo theo cách của riêng mình, mà thực chất đang rơi dần theo chiều hướng ăn vạ và phá phách. Vẫn tiếp tục đếm ngày biểu tình như đã lên lịch. Vào ngày thứ 50, anh cùng bạn bè và một số người được thuê đột kích cửa hàng Nintendo World Store ở New York và dán những tấm affix Bob's Game lên cửa kính của cửa hàng, nhét những tấm cạc quảng bá game, thậm chí đặt những hộp game tự sản xuất lên kệ của Nintendo World Store. Peloni tuyên bố đây là cấp độ 50 cho cuộc đấu tranh của mình. Trên website cá nhân, Peloni viết đủ những điều hoang tưởng như đang nói chuyện với người ngoài hành tinh hay bị bắt cóc bởi Yakuza, cốt vẫn để thu hút sự chú ý đến từ cuộc đấu tranh của mình. Cuối cùng, có vẻ Nintendo đã chịu thua và ngừng tặng bơ cho Peloni. 25 tuần sau lời yêu cầu SDK của Peloni, Nintendo đã trả lời và kết quả là không. Lý do đưa ra có thể tóm gọn là Nintendo muốn hợp tác với một nhà phát triển chuyên nghiệp có trụ sở rõ ràng, với trang thiết bị đầy đủ và nhân sự ổn định, khả năng tài chính, chứ không phải là một anh chàng phát triển đơn độc chỉ biết quậy tưng bừng vì không đạt được thứ mình muốn. Như sát muối vào vết thương, người ta phát hiện ra thư từ chối của Nintendo giống hoàn toàn những lá thư từ chối những nhà phát triển khác, chỉ đơn giản là thay tên đi mà thôi. Tới đây, cơn giận của Peloni nổ tung như núi lửa phun trào. Như một cách trả đũa, Peloni đăng tải một đoạn gameplay mới về Bob's Game mà trong đó tự đưa bản thân thành nhân vật
và phải đối mặt với một công ty độc ác và tham lam được gọi là Nintendo, có vẻ là kết hợp của Canon và Nintendo. Ngoài những lời trách móc Nintendo cùng những người đứng đầu công ty, video cũng đưa ra những tuyên ngôn và khẳng định về chiến thắng của phe thiện thông qua vũ khí mạnh mẽ là một tựa game đủ để làm rung chuyển và đánh sập đế chế ma quỷ này, Bob's Game. Một plot twist nổ ra cho drama sau những ngày khủng bố hòm thư Nintendo tới mức bị block cùng những phát ngôn đáng quan ngại khác trên mạng về Nintendo. Peloni bị thẩm tra kỹ càng bởi đội ngũ an ninh GDC 2009 khi anh xuất hiện tại đây. Trong quá trình khai báo, anh ta bất ngờ tuyên bố rằng tất cả việc đã làm từ cuộc biểu tình trong phòng kín, trách móc và quậy cửa hàng Nintendo thực chất nằm trong kế hoạch thiên tài được anh ta nghĩ ra nhằm quảng bá cho tựa game của mình. Peloni thú nhận đây là cách để lấy lại sự chú ý từ Nintendo, bởi hóa ra trước đây, tại GDC 2008, một người quản lý của Nintendo đã cho anh cơ hội giới thiệu về sản phẩm của mình. Nhưng tiếc thay, tựa game khi đó không thể hiện được gì nhiều, lỗi tủm lum và lập tức bị từ chối. Dường như thấy tiếc cho nhiệt huyết của Peloni, người quản lý Nintendo kia đề nghị anh một vị trí trong nhóm phát triển của công ty. Không cần nghĩ quá vài giây, Peloni từ chối với lý do được nêu lên là muốn bảo tồn bản sắc cá nhân trong sản phẩm của mình, không để bị những nhà phát hành can thiệp. Nói chung, mọi điều Peloni cố gắng làm chỉ là để bảo vệ việc mình là cha đẻ duy nhất của Bob's Game mà thôi. Sau khi sự việc này được lan truyền, Peloni thể hiện sự thất vọng tới cộng đồng mạng, chỉ quan tâm tới vụ xả rác của anh ta, tức chỉ vụ quậy ở Nintendo World Store, thay vì sự tức giận của chính anh ta. Tới đây, cộng đồng mạng có vẻ đã khá chán với những drama không hồi kết mà Peloni tạo ra và quay trở lại với câu hỏi: vậy tựa game có tên Bob's Game có thực sự vĩ đại như Peloni cố miêu tả? Trả lời cho việc này, Peloni đã tung một bản demo chạy trên giả lập Nintendo DS. Nhiều người đã chơi thử và nhìn chung thì tựa game này khá là ổn, với lối kể chuyện hơi nặng tính tự truyện, xen lẫn các yếu tố hư cấu, xen kẽ là các màn minigame lấy cảm hứng từ Mario, Tetris, Blockbuster với độ khó cao. Điều này giúp lấy lại phần nào danh tiếng cho Peloni với cộng đồng mạng. Dù vậy, khi một số phóng viên phỏng vấn Reggie Fils-Aimé về Peloni, ông chỉ đưa ra một câu trả lời lấy lệ cùng lời từ chối một vị trí lập trình chính thức trong Nintendo. Peloni cũng thử giới thiệu trò chơi của mình tới các hãng khác, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Không bỏ cuộc, Peloni tiếp tục cố gắng phát hành tựa game của mình. Anh thông báo Bob's Game sẽ được tung ra cho một hệ máy cầm tay mới gọi là ND, một sản phẩm do chính anh thiết kế. Tuy nhiên, chiến dịch gây quỹ không đạt đủ chỉ tiêu và sản phẩm máy chơi game cầm tay của Peloni không bao giờ được ra mắt. Cuộc chiến đang ngày càng tệ cho phía của Peloni. Mọi thông tin về Bob's Game, nhật ký phát triển hay ngày ra mắt dự kiến không còn được cập nhật nữa, và người ta tưởng Peloni đã chính thức chịu thua, đem tựa game của mình về miền xa vắng. Nhưng vào tháng 4 năm 2014, trang gây quỹ của Bob's Game xuất hiện trên Kickstarter đã thắp đống lửa hy vọng cho cộng đồng, hoặc ít nhất là cho những ai đang hóng drama. Vẫn là những lời miêu tả có cánh cho sản phẩm của mình trong phần miêu tả, nhưng giờ Peloni đã không còn những lời nói châm biếm hay chỉ trích Nintendo như ngày xưa nữa. Một đoạn video giới thiệu trên trang gây quỹ cho thấy một số cải tiến mới trong gameplay của Bob's Game với lời hứa phát hành đa nền tảng và số tiền gây quỹ chỉ có 10.000 đô la. Peloni nhanh chóng đạt được đủ chỉ tiêu, nhưng tựa game không được ra mắt như hẹn vào tháng 12 năm đó. Cộng đồng lại được một phen thất vọng khi mà bản thân Peloni cũng thể hiện sự chán nản với việc phát triển và phát hành Bob's Game và bắt đầu refund số tiền quỹ được đóng góp. Đến năm 2016, Bob's Game bất ngờ được phát hành miễn phí trên Steam, nhưng cái người chơi nhận được không phải là một tựa game RPG như mong chờ. Tất cả những gì chúng ta làm ở tựa game này là điều khiển nhân vật chính, chơi những trò nhái Tetris hay Mario's Doctor. Khỏi phải nói, nỗi thất vọng là vô cùng lớn. Tựa game bị đánh giá thảm hại trên Steam và bị gỡ không lâu sau đó. Kể từ đó, không còn thông tin gì về Bob's Game nữa. Tựa game có thể nói là đã chính thức bị đóng cửa. Câu chuyện về Bob's Game tương tự như những Yandere Simulator hay nhiều tựa game indie tiềm năng khác nhưng bị bỏ dở, cho ta thấy một sự thật trần trụi về công việc thiết kế game. Bạn có thể có rất nhiều nhiệt huyết lẫn tình yêu đối với video game, và bạn dù có khả năng tự học những kiến thức lập trình từ con số 0 đến trình độ chuyên gia đi chăng nữa, đó có thể vẫn là chưa đủ để bạn đạt được thành công trên con đường trở thành một nhà phát triển game indie. Trò chơi điện tử là một sản phẩm mang tính tổng hòa và là kết quả của rất nhiều yếu tố từ con người, kiến thức, xã hội, tài chính, và không phải người nào cũng đủ khả năng để kiểm soát tất cả những yếu tố kể trên. Bài học rút ra là chúng ta cần có khả năng quản lý được những yếu tố đó để tinh chỉnh chúng sao cho phù hợp với bản thân. Bản thân trong câu chuyện của Peloni, biết đâu mọi chuyện có thể sẽ khác biệt nếu như anh ta biết hạ bớt cái tôi quá lớn của mình xuống và lắng nghe góp ý của cộng đồng hay từ chính Nintendo.
hay thay vì bày ra những trò lố nhằm lôi kéo sự chú ý như chiêu trò của đám truyền thông bật ngày nay, thì tiếp tục ngồi xuống hoàn thiện sản phẩm của mình hơn nữa, hoặc thậm chí có thể hợp tác với những developer hay nhà phát hành khác, thay vì cố giữ lấy cái danh hiệu người tạo nên mọi thứ. Suy cho cùng, với bất kỳ công việc nào, việc lấy một sản phẩm, một thành tựu hay sự nổi tiếng làm cột mốc để phấn đấu là một cách đặt mục tiêu nguy hiểm và thiếu bền vững. Thay vì chỉ biết đấu tranh đến cùng để đạt được mục tiêu ấy, cái chúng ta nên hướng tới là sự hoàn thiện và phát triển về kỹ năng của bản thân, và khi ấy, tất cả những cột mốc kia sẽ tự đến với chúng ta.